Sau 5 năm phục hồi tu bổ, một công trình đã hồi sinh là cung điện độc đáo, vừa mang nét uy nghi bề thế chốn hoàng cung triều Nguyễn, vừa mang hơi thở thời đại thế kỷ 20 với nét chấm phá của kiến trúc Tây phương. Kiến mang nghĩa dựng lên, thành lập; trung hàm ý ngay thẳng, không thiên lệch. Với tinh thần và ý chí đó, từ xưa đến nay, điện kiến trung, dù chỉ còn nền móng phôi pha hay lầu gác bề thế uy nghi, đã trở thành biểu tượng mới của vàng son đất Huế.